Ngọc Thơ Thời báo.d Chấm kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Trước nhiều thông tin bất lợi, VinFast vẫn tham vọng lên sàn trên đất Mỹ. Hãng tin Bloomberg ngày 10 tháng 1 dẫn từ nguồn tin nội bộ cho biết, nhà sản xuất xe điện VinFast thuộc tập đoàn Vingroup của tỷ phú giàu nhất Việt Nam đang cân nhắc việc phát hành cổ phiếu lần đầu trên thị trường chứng khoán Mỹ IPO trong quý 2 năm 2023. Hãng xe của tập đoàn Vingroup do ông Phạm Nhật Vượng thành lập, đã làm việc với các ngân hàng bao gồm j Morgan Chase Co. và Citigroup Inc. về kế hoạch niêm yết của họ theo một hồ sơ vào tháng 12 năm 2022. Một nguồn tin giấu tên cho Bloomberg biết vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra về chi tiết tiến hành đợt IPO này, cũng như thời gian vẫn có thể thay đổi. Tuy nhiên, người đại diện của VinFast từ chối bình luận thêm. Hình ảnh bài viết Đối thủ Việt Nam của Tesla cân nhắc IPO tại Mỹ vào quý 2 trên báo Bloomberg. Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu của VinFast đã được lên kế hoạch gần 2 năm trước. Vào đầu năm 2021, hãng tin Bloomberg cũng đã đưa tin lần đầu tiên rằng VinGroup đang xem xét IPO với tham vọng kêu gọi được 2 tỷ đô la Mỹ đầu tư cho hãng xe điện. Vào tháng 4 năm 2022, công ty con của VinGroup đã nộp hồ sơ xin đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu với các cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. Hồi tháng 7 năm 2022, VinFast cũng cho biết họ đã ký thỏa thuận với các ngân hàng để huy động ít nhất 4 tỷ đô la nhằm giúp mở rộng thị trường tại Mỹ và có khoảng 73.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu đối với các mẫu xe điện của mình. Vào 25 tháng 11 năm 2022, truyền thông nhà nước Việt Nam rầm rộ đưa tin Hãng xe Vinfast trở thành hãng ô tô Việt Nam đầu tiên xuất khẩu lô 999 chiếc xe điện VF8 sang Mỹ. Tuy nhiên, sau đó công ty này lại trì hoãn việc giao xe vào tháng 12 cho khách hàng Mỹ, chuyển sang tháng 1 năm 2023 với lý do là các ngày nghỉ lễ kéo dài. Vinfast cũng có kế hoạch tung ra những chiếc xe điện của họ ở Canada và Châu Âu vào đầu năm 2023. Lumber cho biết thêm. Hình ảnh lô 999 chiếc xe ô tô điện VinFast tại cảng Hải Phòng hôm 25 tháng 11 năm 2022 chờ xuất đi Mỹ. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội gần đây có nhiều thông tin về việc xe điện của VinFast chưa có chứng chỉ EPA nên không được lưu hành tại Mỹ, chủ sở hữu xe không mua được bảo hiểm. Chứng chỉ EPA của cơ quan bảo vệ môi trường liên bang Mỹ xây dựng các tiêu chuẩn về khí thải các tiêu chuẩn này mang tính bắt buộc trên toàn nước Mỹ đối với xe mới đưa vào lưu hành cũng như xe đang sử dụng. Trái với những tân bóc dành cho VinFast của truyền thông nhà nước từ trước tới nay, sản phẩm xe điện của hãng này đã hứng chịu không ít những chê bai từ báo chí Mỹ và nhận không ít chỉ trích từ các video clip đánh giá sản phẩm xe điện VF8 từ các YouTuber nổi tiếng có lượt theo dõi lớn. Vào ngày 16 tháng 12 năm 2022, Luật sư Nguyễn Văn Đài đã có bài bình luận báo Mỹ chê xe VinFast đắt và pin kém, hậu quả ra sao với VinFast. Ông trích dẫn hai bài báo được đăng hôm 13 tháng 12 năm 2022 trên trang Trend chuyên về ô tô và trang .la chuyên về công nghệ. Đánh giá tổng quan các tác giả của hai bài báo cho rằng ô tô điện VF8 của hãng VinFast khó cạnh tranh ở Mỹ. Ông Đài đánh giá đây là thất bại đầu tiên của hãng xe VinFast trên lĩnh vực truyền thông khi bước chân vào thị trường Hoa Kỳ. Hình ảnh video đánh giá lần đầu lái thử mẫu xe VF8 của YouTuber Kyle Conner. Hôm 10 tháng 1 năm 2023, kênh YouTube Our Back Review có hơn 100.000 người theo dõi đã đăng tải đoạn video đánh giá trải nghiệm của ông Kyle Conner, một người đánh giá xe hơi nổi tiếng. YouTuber người Mỹ lần đầu lái xe VinFast VF8 đã đưa ra kết luận tôi ước mình đã không lái nó và cho rằng chiếc xe này chỉ đáng từ 30 tới 40 ngàn đô la chứ không phải là từ 55 tới 62 ngàn đô la như giá bán hiện nay của hãng. Trước đó vào ngày 4 và 6 tháng 12 năm 2022, một YouTuber khác tên Tom Peng là một người rất ưa chuộng hãng xe Việt Nam VinFast đã đăng tải hai video cho biết chiếc VinFast VF8 của mình mắc lỗi nghiêm trọng đến 2 lần. Tiếp sau đó, youtuber này cũng liên tiếp đăng tải những video phân tích lỗi của những chiếc xe VF8 đời đầu, cũng như tình trạng khắc phục lỗi trên chiếc xe yêu thích của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin trước nhiều thông tin bất lợi, Vinfast vẫn tham vọng lên sàn trên đất Mỹ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Ngành đăng kiểm bung toàn khối u của thể chế bất trị. Trong thời gian qua, từ ngày 21 tháng 12 năm 2022, báo chí Việt Nam đã đồng loạt đưa tin về một số sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm và phòng nghiệp vụ thuộc cục đăng kiểm Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Hôm 29 tháng 12 năm 2022, đã có văn bản gửi Cục đăng kiểm Việt Nam yêu cầu tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Hình ảnh hai hàng xe xếp dài ra đến mặt đường quốc lộ 13 để chờ đến lượt kiểm định vào ngày 28 tháng 12 tại trung tâm đăng kiểm 5003S tại quốc lộ 13 thành phố Thủ Đức để tăng cường kiểm tra và quản lý cán bộ công chức cũng như bảo đảm hoạt động của cục đăng kiểm Việt Nam diễn ra bình thường. Bộ giao thông vận tải chỉ đạo Đảng ủy, cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam cần tiến hành ngay việc quán triệt toàn thể cán bộ đảng viên, công chức viên chức thuộc cục đăng kiểm Việt Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm, phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đạo đức nghề nghiệp. Trước đó, ngày 28 tháng 12 năm 2022, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với công an thành phố Hà Nội, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành khám xét phòng kiểm định xe cơ giới Cục đăng kiểm Việt Nam. Vào tối cùng ngày, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp báo thông tin về tình hình kết quả đảm bảo trật tự an ninh xã hội trong năm 2022 và một số công tác trọng tâm năm 2023. Hình ảnh công an thành phố Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp cùng công an thành phố Hà Nội khám xét Cục đăng kiểm Việt Nam tại Hà Nội. Tại buổi họp báo, Tránh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Trần Thị Kim Lý cho biết, đến thời điểm họp báo đã có 43 bị can bị khởi tố, 12 trung tâm đăng kiểm liên quan đến các vụ việc môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác bị khám xét. Quá trình điều tra tiếp theo thì chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ những nội dung liên quan đến sai phạm xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm mà cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét, bà Lý cho biết. Đặc biệt, có trường hợp phát hiện giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở huyện Nhà Bè tên Hồ Hữu Tài, chỉ mới học xong lớp 3, không biết đọc, không biết viết. Giám đốc này đã bị khởi tố về tội nhận hối lộ. Về vấn đề này, trao đổi với báo Việt Nam Net ngày 4 tháng 1 năm 2023, một lãnh đạo Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết Trung tâm đăng kiểm 50-17D là đơn vị do tư nhân đầu tư và việc đưa ai lên làm giám đốc là quyền của tư nhân. Đáng nói hơn, những hình thức triển khai điều tra chỉ đạo theo công thức từ trước tới nay vẫn được các cấp đơn vị chức năng đưa ra thi hành nhưng vẫn như một lời trấn an nhằm làm dịu dư luận tạm thời. Hình ảnh ông Tài, giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà bất đồng chính kiến và là nhà quan sát chính trị ở Hà Nội nêu ý kiến với Báo VOA hôm 10 tháng 1. Những tiêu cực trong quá trình đăng kiểm xe sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội vì có thể gây tai nạn giao thông nhiều hơn, gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của người dân. Xe không đủ tiêu chuẩn sẽ phát ra nhiều khí thải hơn, gây ô nhiễm môi trường. Ông Lý giải: "Vấn đề hiện nay đòi hỏi phải có phương pháp quản trị đúng đắn, ông A cho biết và nêu lên gương quản lý của người Singapore." mặc dù nhà nước độc tài nhưng vẫn phát triển vì quản trị chặt chẽ quản trị tốt cần luật pháp nghiêm minh cần con người được đào tạo cần có sự minh bạch cần có sự giám sát của xã hội dân sự ông bổ sung hơn nữa ông nhấn mạnh vai trò của xã hội dân sự trong việc giám sát các cơ quan nhà nước chống tham nhũng tuy nhiên theo ông quan sát và rút ra kết luận những hoạt động dân sự như thế lại không được khuyến khích ở việt nam quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin ngành đăng kiểm bung toan khối u của thể chế bất trị quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký Kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo chấm d